Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 13 tháng 6, Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư cho biết, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm một người dân vào rừng bắt ốc nhưng 10 ngày chưa thấy trở về. Sáng cùng ngày, bà Bùi Thị Phước, sinh năm 1962, trú xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Ninh Bình cho biết, người thân trong gia đình, hàng xóm cùng lực lượng cứu hộ của địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm chồng bà là ông Nguyễn Văn Khánh bị mất tích trong lúc đi bắt ốc từ ngày 4 tháng 6. Bà Phước cho biết, 10 ngày qua, gia đình túc trực ở chân núi nơi ông Khánh để lại chiếc xe máy, sau đó vào rừng bắt ốc và mất liên lạc. Mong ngóng chờ đợi lực lượng cứu hộ tìm kiếm chồng nhưng đến nay vẫn chưa có manh mối gì. Bà Phước tâm sự thêm, gia đình đã dùng mọi cách, mọi phương tiện để tìm kiếm chồng. Gia đình luôn hy vọng ông còn sống và trở về. Nếu không may gặp nạn thì cũng tìm bằng được để đưa về nhà an táng. Lãnh đạo xã Ninh Hải cho biết, theo nguyện vọng của gia đình, ngày 13 tháng 6, địa phương tiếp tục huy động tối đa lực lượng xung kích kết hợp với người dân để tìm kiếm ông Nguyễn Văn Khánh. Sáng 13 tháng 6, có gần 100 người chia thành nhiều nhóm, đội nắng, bằng rừng vào khu vực ông Khánh mất tích để tìm kiếm. Nhiều người dân có kinh nghiệm đi rừng ở huyện Nho Quan cũng được huy động. Nhóm người này mang theo cả chó săn để hỗ trợ. Theo thông tin từ phía gia đình, vào khoảng 13 giờ ngày 4 tháng 6, ông Nguyễn Văn Khánh sinh năm 1962, trú thôn Hải Nham, xã Ninh Hải đi đến gần khu du lịch Thung Nham để xe ở đó rồi vào rừng bắt ốc đá. Đến 17 giờ cùng ngày, gia đình liên lạc với ông Khánh nhưng không được nên huy động hàng chục người vào rừng tìm kiếm, đồng thời báo chính quyền địa phương. Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, các chủ rừng, nhân viên khu du lịch Thung Nham tham gia tìm kiếm nhưng đến nay chưa có kết quả. Ngày 13 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải, ông Vũ Huy Toàn cho biết, nguyện vọng của gia đình là sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức tìm kiếm trong 1-2 ngày nữa, nếu không có kết quả sẽ dừng lại. Cũng theo ông Toàn, xã Ninh Hải có khoảng 1.200 ha rừng, khu vực rừng ông Khánh đi bắt ốc giáp danh với xã Sơn Hà, huyện Nho Quan.